chào tất cả các bạn nhỏ của chương trình Tuổi Thần Tiên. Rất là vui khi Tân Cao Trắng cùng tất cả các em nhỏ được nói chuyện, trò chuyện cùng tất cả các bạn nhỏ Tuổi Thần Tiên nè. Con coi đó rồi, con thấy má chồng đó con thích lắm. Con coi chương trình đó, mẹ chạy ba tê con thích lắm. Con có thấy mẹ với dì Tú, dì Thư có đi cái gì đó ngân, cái cầu quay từ trên xuống, con thấy không? Dạ thấy, mà tại sao mẹ lấy trên chỉnh được vậy? Con có biết không, mỗi lần mà trước khi mà tiết mục của mẹ với mấy dì hát là ba mẹ phải lên trên đó trước đó, đứng trên đó sẵn, xong chương trình bắt đầu mở màn là từ từ mấy cái kinh khí cầu nó sẽ chạy bay xuống. Mấy tất cả mấy em nhỏ trời cái gì mà hay gì vậy? Mà mới đầu á hồi hộp lắm nha, lần đầu tiên làm thì rất là sợ, nhưng mà sau vài lần thì thấy tự tin hơn và vui lắm đó. Là kỷ niệm không bao giờ quên. Rất là thích và nhớ chương trình Tuổi Thần Tiên lắm. Con thấy hay lắm anh. Dạ. Có thấy mẹ mấy gì bà tiên không? Dạ con có thấy. Nhân dịp này Tân Cao Trắng xin được chúc chương trình Tuổi Thần Tiên thành công và làm cho các em nhỏ có thêm sân chơi nữa nha. Chào Tuổi Thần Tiên.